Phục hồi hậu Covid phần 1, khó thở. Bài tập số 1, kiểm soát nhịp thở. Đây là bài tập áp dụng cho toàn bộ các bài tập về sau. Và càng về sau các bài tập càng khó dần, nên hãy quan sát cho kỹ nhé. Mình chỉ làm một lần thôi đấy. Mím môi và hít vào bằng mũi trong vòng 2 giây, giữ 3 đến 5 giây. Chú môi như đang thổi sáo và thở ra từ từ bằng miệng trong vòng 4 giây. Bài tập số 2, thở bụng. Bạn có thể nằm hoặc ngồi. Một tay đặt lên bụng, cảm nhận độ di động của bụng. Mím môi, hít vào bằng mũi trong vòng 2 giây, bụng phình lên, tay ở bụng cũng đi lên theo, giữ lại khoảng 3 đến 4 giây. Thở ra từ từ bằng miệng, môi chúm lại, bụng xẹp xuống, tay ở bụng cũng đi xuống. Bài tập số 3, thở phối hợp tay. Vừa hít thở, vừa đưa tay lên trên để mở rộng lồng ngực, sau đó giữ hơi thở khoảng 3 đến 5 giây. Đưa tay xuống, đồng thời thở ra như bài tập số 1. Bài tập số 4, tập mạnh cơ hô hấp bằng bình nước, thở ra một hơi dài bằng miệng. Ngay khi chuẩn bị hít vào, ngậm bình nước và hít vào bằng miệng. Thả lỏng, thở ra nhẹ nhàng, không gắng sức. Hít thở 1 đến 2 nhịp thở sâu và lặp lại kỹ thuật. Bài tập số 5, tập mạnh cơ hoành. Dùng một cuốn sách hoặc một vật có khối lượng tương tự khoảng 0,5 đến 1 kg. Hít vào bằng mũi, bụng phồng lên và giữ lại trong khoảng 3 đến 4 giây. Chúm môi lại, thở ra bằng miệng, bụng xẹp xuống. Bài tập số 6, thải trừ đờm nhớt. Nếu như bạn không có đờm, hãy bỏ qua bài tập này. Chuẩn bị dụng cụ như hình, đảm bảo đúng thông số kỹ thuật để đạt được hiệu quả tối ưu. Đầu tiên, hãy thở ra một hơi dài, tiếp theo hít vào sâu, sau đó miệng ngậm ống hút và thổi ra qua miệng dài nhất có thể, sao cho bình nước nổi bọt khí. Sau đó thả lỏng, hít thở vài nhịp bình thường và lặp lại kỹ thuật. Các bài tập trên các bạn nên thực hiện 3 lần một ngày, mỗi lần 5 đến 10 phút nhé.